chào quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Buông Tiếng Việt. Vâng, thưa quý vị, tôi vẫn cứ phải bàn đi bàn lại một điều rằng là vua tiếng Việt rõ ràng là vua trong khuôn khổ chương trình Vua Tiếng Việt mà thôi. Và không ai dám xưng vua, xưng vương rằng tôi là người giỏi nhất, tôi có quyền cao nhất, tôi có quyền quyết định mọi thứ về tiếng Việt thì chắc chắn rồi, không ai có quyền như vậy cả. Và trong chương trình Vua Tiếng Việt, người đăng quang là người chiến thắng tuyệt đối ở 4 vòng. Và tiếp đó, người đăng quang Vua Tiếng Việt hoàn toàn có thể bị xoán ngôi bởi một người khác tài năng hơn. Còn trong khuôn khổ chương trình hôm nay, chúng tôi đang chờ đón và sẵn sàng trao vương miện cho người nào chứng minh mình là người xứng đáng. Người chơi ở vị trí đầu tiên, xin mời. Người chơi đầu tiên là Lê Mạnh Toàn, 36 tuổi, đến từ Thái Bình. Trình độ học vấn là kỹ sư Đại học Bách Khoa. Là người hướng nội, dễ làm quen nhưng khó làm thân. Thích đi du lịch, đọc sách, trồng cây và xem Vua Tiếng Việt. Bao lâu chờ đợi đây rồi. Chào Vua Tiếng Việt, tên tôi là Toàn. Ngồi xem thì rất hân hoan, nhưng mà được chơi thì lại hoang mang bất ngờ. Thế nên mong khán giả cho một tràng pháo tay để bớt hoang mang ạ. Dạ. Bạn Mạnh Toàn, bạn quê ở đâu? Em ở Thái Bình anh ạ. À, Thái Bình, rồi, bởi vì là tôi nghe thấy e giọng Thái Bình là rất rõ, đúng không? Dạ, e viết r ạ. Đúng rồi. Mưa rào ạ. Đúng rồi. Ru ron rán rim ròn rắm rượu. Yeah. Đúng rồi. Ở mỗi vùng miền sẽ có những cái cách thức nói chuyện khác nhau, và trong nghề chúng tôi gọi là cái e giọng vùng miền. Dạ. Có nhiều vùng, nhiều miền, trong đó có cả Thái Bình của mình á, hay là Hải Phòng ấy, cái giọng nói rất là đặc trưng. Đôi khi không cần giới thiệu quê, chỉ cần nói lên. Và nếu như những người tinh ý thì biết ngay, tức là người ở đâu, giới thiệu luôn cả quê của mình rồi. Đúng thế. Vâng. Anh ạ. Và đó là những nét đẹp, đúng không? Vẫn tuyệt vời mà, quê mình mà, đúng không? Quê mình. Người đầu tiên là bạn Mạnh Toàn, người thứ hai, thưa quý vị, đó là ai? Xin mời. Người chơi tiếp theo là Nguyễn Hoàng Hiệp, 25 tuổi, đến từ Hải Phòng. Hiện làm chuyên viên nội dung tại Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam. Ngoài ra còn làm biên kịch tự do, ca sĩ tự do, tham gia chương trình vì muốn thử thách bản thân. Làm thơ thì phải có vần, nếu mà không có, khó mà thành thơ. Em thì không phải chàng thơ, em tên là Hiệp, làm thơ không vần. Bên này Thái Bình, tôi vừa nói đến Hải Phòng thì xuất hiện ngay một chàng trai Hải Phòng ở đây. Anh, cảm ơn em có ưu điểm là tất cả những cái gì về mình là em cũng bộc lộ luôn cho mọi người biết. Em nói là mình không biết làm thơ và em đọc ra thì đúng là thế thật. Anh đùa vậy thôi. Miễn là mình giới thiệu được những gì mình cần giới thiệu. Dạ vâng. Nhá. Vâng. Thì em cũng không phải chàng thơ ạ. Đúng, chứ không phải chàng thơ. Tức là cứ chàng thơ là phải làm thơ. Dạ vâng. Thế nàng thơ là phải làm thơ à? Em không biết nàng thơ là phải cho người khác làm thơ về mình ạ. Ừ đúng rồi, chàng thơ. Em xem lại đi, không ghi nhầm đấy. Không ghi nhầm. Bạn Nguyễn Hoàng Hiệp là người thứ hai, người thứ ba đó chính là, xin mời. Người chơi tiếp theo là Trần Nữ Quế Nhi, 34 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Trình độ học vấn là cử nhân đại học, là người nhạy cảm, yếu đuối, dễ khóc, dễ cười, thích giải các câu đố, đọc truyện và làm đồ thủ công. Đã đạt giải Vua Tiếng Việt ở ngân hàng, nên muốn đến chương trình xem có được lên ngồi trên ngai vua hay không. Có cô gái tóc chấm vai, chiều cao 3m2 làm tròn, tên Nhi biệt danh Thỏ Con, tình yêu tiếng Việt sắt son trong lòng. Bạn Nhi đã từng đăng quang Vua Tiếng Việt ở trong đơn vị mình à? Dạ đúng rồi ạ. Hay quá, nhưng mà lần sau ngân hàng mà có làm gì thì nhớ mời MC chuyên nghiệp đến nhé. Dạ, để em xin để em sẽ đề xuất ạ. Ừ đúng rồi, xin đề xuất ngay. Cố gắng là nói với sếp, trình với sếp để sếp phê duyệt cho cái việc đấy. Bạn Nhi, tình yêu tiếng Việt trong lòng. Và tự nhận là 1 mét chia đôi, tròn trịa. 3 mét chia đôi, đúng không? Dạ. Là 1 mét rưỡi. Và bây giờ, người chơi tiếp theo, xin mời. Người chơi cuối cùng là Trần Hải Nam, 35 tuổi, đến từ Hà Nam. Trình độ học vấn là cử nhân đại học, hiện là trợ lý kiểm toán, là người vui vẻ, dễ gần. Lý do tham gia là muốn được thử thách khả năng thông thạo tiếng Việt của bản thân, muốn được truyền sự tự tin của mình đến với các con. Em Nam nay đến trường quay, chào anh Xuân Bắc, bắt tay chuyện trò, tìm hiểu những điều hay ho về môn tiếng Việt đến cho mọi người. Bạn Nam, vâng, là người thứ tư trong chương trình hôm nay của chúng ta, những người sẽ thi trực tiếp. Có 3 bạn nam, vâng, chỉ có 1 nữ duy nhất. Có cái câu của mình là cái câu ưu tiên phụ nữ. Trong tiếng Anh là cái câu gì em nhỉ? Lady first. Lady first. Và cách đây 3 tuần tôi nhớ là những chàng trai trong chương trình đã tuyệt đối thực hiện cái lady first. Nhường 2 cô gái duy nhất của chương trình về trước.
Đấy, thực hiện thế mới ác chứ lị. Đúng rồi anh ạ, thi không nhường ạ. Thi là không nhường đúng không? Đúng rồi ạ. Được. Chúng ta cùng xem với tinh thần này, phần 1 của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ chính là lúc. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất, đó chính là phần phản xạ. Vượt qua các thử thách của chương trình, người chiến thắng sẽ trở thành vua tiếng Việt đầu tiên. Giữ được ngôi vị, giải thưởng của người chiến thắng sẽ tăng qua từng cuộc với các mức 40 triệu, 80 triệu, 160 triệu và cuối cùng là 320 triệu đồng. Nhưng những kẻ thách đấu thì luôn trực chờ để xoán ngôi. Xúc tết nuôi cò. Cổ dài mỏ ngắn. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, độc chiếm ngôi vị vua tiếng Việt và giành được giải thưởng tối đa của chương trình? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ngay bây giờ. Hồi sinh. Chính xác. Từ khi ngồi cạnh anh thì nó hơi không thoải mái nữa. Tôi làm gì không đúng à? Trong trường quay hôm nay, chúng ta cùng chào đón các thành viên ban cố vấn. Đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ khoa học Đoàn Hương. Tôi xin giới thiệu nhà thơ Lữ Mai. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta đến với chủ đề về cò. Cò. Tôi xin hỏi bạn Toàn, nói đến cò ngay lập tức bạn nghĩ cái gì? Ngay lập tức em nghĩ đến hình ảnh con cò trong ca dao tục ngữ Việt Nam và trong lời ru ở các ba mẹ. Hay quá, con cò, một tràng vỗ tay cho con cò này. Bạn Hiệp thì sao? Em cũng nghĩ ngay đến hình ảnh con cò đầu tiên. Còn có những cái từ mà sẽ chuyển nghĩa khác thì ví dụ như là cò mồi hay cò đất gì đấy. Cò mồi, cò đất, đấy, ví dụ thế cũng lóc cách. Tiếp theo xin mời bạn Hải Nam, bạn nghĩ đến cái gì? Em nghĩ đến cò quay. Cò quay, cò quay cũng là một nghĩa. Còn bạn nữ, bạn Nhi? Dạ, em thì nghĩ tới là từ đàn cò. Em đố anh Xuân Bắc là đàn cò hay là đàn cò? Thì nó chính xác, nó là đàn cò mà. Tại sao không ai nghĩ đến súng ống gì nhỉ? Chắc ở đây mọi chúng người yêu hòa bình. Chúng ta đang yêu hòa bình ạ. Tụi em yêu hòa bình. Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh. câu này là câu rất nổi tiếng mà. Muốn có hòa bình thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng cho chiến tranh. Cò là chim có chân cao, cổ dài, mỏ nhọn, lông thường trắng, sống thành bầy ở gần vùng nước, ăn các loài tôm cá nhỏ. Cò cũng là những người môi giới trong hoạt động giao dịch như mua bán, chuyển nhượng để kiếm lời. Từ cũ thì như là cầm cò mật thám này. Bộ phận của súng khi tác động vào thì đạn nổ. Cây cò, cây đàn cò. Thì bạn đang hỏi tôi là đàn cò hay là đàn cò thì nó là đàn cò đấy. Ví dụ như là bún chả ngon hay bún chả ngon. Điện cao thế, cột điện cao thế hay cột điện cao thế thì nó là từ đồng âm, nhưng mà rõ ràng khi nhấn trọng âm và đối tượng nói đến là gì thì chúng ta phải ngắt câu, ngắt từ, ngắt hơi cho chuẩn, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm ra được nó là bún chả ngon hay bún chả ngon. Bây giờ trong khuôn khổ chương trình và chúng ta nói tiếp đến cái vấn đề là luật chơi của vòng này thế nào và ai sẽ là người phải ra về. Xin mời luật chơi. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được một điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Các bạn rõ chưa? Tôi nói thật là tôi đã chia sẻ ngay từ đầu rồi là cái tinh thần nó thoải mái lên. Hết căng thẳng thế nhỉ? Trước khi vào thì em cũng thoải mái, nhưng mà từ khi ngồi cạnh anh thì nó hơi không thoải mái nữa. Tôi làm gì không đúng à? Anh không làm gì em mới sợ. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ lựa chọn xem ai là người thi đầu tiên. Xin mời ánh sáng lựa chọn. Bạn Nam, bạn sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Vâng.
90 giây bắt đầu. Điền vào chỗ trống. Nhớ là có hai điểm trống. Con cò lặn lội bờ sông, cổ thế nào, mỏ thế nào, cánh cong lưng gù. Cổ thế nào? Cổ dài, mỏ nhọn, cánh cong lưng gù. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Cổ cao, mỏ nhọn, cánh cong lưng gù. Không. Đầu tiên thì đúng rồi, nhưng mỏ nó phải khác cơ. Khó quá, có thể cổ bỏ dài, qua. Cổ dài, mỏ ngắn, cánh cong lưng gù. Không phải, mỏ nó không hề ngắn chứ lị. Khó quá, bỏ qua. Chúng ta đến với câu thứ hai, thẳng cánh. Thẳng cánh cò bay. Hoàn toàn chính xác. Tiếp tục nào. Hoàn thiện cụm từ sau. Làm việc vất vả đêm ngày. Đầu tắt mặt tối. Hoàn toàn chính xác. Còn đây. Thân cò được nhìn. Gầy guộc. Đáp án chính xác. Tiếp tục nào. Sao. Hoàn toàn đúng. Mọi người dành trọng tay nhiệt tình cho những câu đúng đi. Số 1. Số 1 chính xác luôn. Bươn trải hay là bươn trải? Số 2 đáp án chính xác. Tiếp tục nào. Bao nhiêu lỗi sai chính tả? Bao nhiêu lỗi sai? 1 ạ. 1 không đúng. Bỏ qua đi. Bỏ qua. Dễ đúng rồi. Bỏ qua câu tiếp theo. Xuống gành chính xác. Tiếp theo. Sắp xếp. Sắp xếp. Hình dáng rất là thon thả. Đáp án chính xác. Hết giờ. Nam ơi, cảm ơn anh Bắc cái. Em cảm ơn anh ạ. Đúng rồi. Tức là phải gợi ra một chút xem nó về đâu, đúng không? Dạ đúng. Chứ nếu không gợi thì nó bị dàn trải, mình không tập trung được vào để mình tìm được câu. Dạ, chính xác. Thưa quý vị, 90 giây qua rất nhanh. Và bạn Trần Hải Nam, bạn được 8 điểm. Chúc mừng. Chúng ta lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Bạn Toàn. Vâng ạ. Khi chủ đề về cò tôi đưa ra thì ngay lập tức bạn nghĩ đến hình ảnh con cò trong lời du. Bạn có thuộc bài hát hay lời du hay bài thơ nào về con cò không? Có anh ạ. Vâng. Em là một người rất thích ca dao tục ngữ. Thế nên là em cũng thuộc một số cái bài ca dao về con cò. Vâng. Ví dụ như là con cò lặn lội bờ sông. Con cò lặn lội bờ sông gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Thì đây là chính là thể hiện ngày xưa khi đi lính vào thế kỷ 18 ấy. Không như người lính bây giờ là được chu cấp toàn bộ lương thực, thực phẩm và quần áo. Ngày xưa đi lính, gia đình phải tiếp tế tất cả. Vì thế ai sẽ tiếp tế cho người lính ở chiến trường ấy? Chính là người vợ. Vì đây là hình tượng người vợ lính ngày xưa vừa gánh vác hậu phương, lại vừa gian khổ tiếp tế cho chồng gánh gạo, đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Cái cánh cò đấy, một cái hình tượng rất đẹp ở trong cái văn học Việt Nam. Rồi những cái cánh cò này cũng ở châu Âu cũng có. Châu Âu thì họ cho rằng trẻ con là ai mang đến, là cò mang đến. Có nghĩa là con cò là một loài chim được trân trọng trong văn học và trong trí tưởng tượng và trong những câu chuyện huyền thoại của cả phương Đông và phương Tây. Cho nên là nếu các bạn nghiên cứu hình tượng con cò rất hay, hôm nay là một đề tài đẹp và hay. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Tôi may mắn được sinh ra khi mà tôi đến bây giờ tôi vẫn nhớ những lời du của mẹ. Thực sự là như vậy. Và chắc chắn rồi, trong lời du thế nào cũng có cánh cò, thế nào cũng có cơn dông ở đâu đấy. Đúng rồi ạ. Thế nào cũng có sấm chớp mưa xa. Đó. Và nó đẹp. Nó đẹp. Nó đẹp vô cùng luôn. Nó là ký ức. Nó là một phần. Và nếu như tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng ta bị bỏ đi, bị lãng quên hoặc không được nhắc lại nữa, đặc biệt cho các bạn trẻ, thì có thể những hình ảnh đấy sẽ dần dần bị mai một. Có thể thôi, tôi chỉ dám nói có thể. Còn bây giờ, có lẽ đã đến phần của bạn rồi. Vâng. Được chưa? Em đã sẵn sàng. Vâng. Bạn đã sẵn sàng. Bạn Toàn. 90 giây bắt đầu. Mời bạn. Hoàn thiện cụm từ sau. Đồng bằng sông Hồng. Đáp án chính xác.
Cái cò là cái cò con, mẹ đi giúp tép để con. Cái con con thế nào? Để con ở nhà. Ở nhà, đáp án chính xác, đơn giản cũng vậy thôi. Cò sơi. Cò sơi, đáp án đúng rồi. Số 2. Tuyệt chủng, đáp án chính xác. Số 2. Cô ráo, hoàn toàn đúng. Đây là sắp xếp từ thuộc tỉnh Đồng Tháp. Tràm chim. Tràm chim, chính xác. Mời bạn tiếp tục. Tiêm kích. Tiêm kích, rất đúng. Mời bạn tiếp theo. Thì chua. Thì chua, hoàn toàn đúng. Còn đây, cò quay. Cò quay, đáp án chính xác. Rất nhanh. Danh pháp. Danh pháp, hoàn toàn đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu thằng cò chộp ngang lưng con rắn? 2. Bàn tay nó. Gì ạ? Số 2. Chưa chính xác. Bạn còn 30 giây cơ, thoải mái lên. 3. 3 đó là gì ạ? Chộp, gồng và chặt. Đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Vui, thú vui. Thú vui, đáp án đúng. Tán tỉnh. Tán tỉnh, đáp án chính xác. Có một câu cuối cùng, viết lại cho đúng. Hết rồi. Ai chà. Nếu tôi tính toán không nhầm thì bạn chiến thắng một cách tuyệt đối. Tuyệt vời ạ. Tôi hỏi một tí nhé. Dạ. Câu này tế nhị này, bạn có thể trả lời hoặc không này. Tôi hỏi cho vui thôi. Mình có ai có người nhà làm ở đài truyền hình không? Em không ấy ạ. Ừ, tôi được rồi. Tôi hỏi đấy. Ồ, một tràng vỗ tay nữa đi thưa quý vị. Quá tuyệt vời luôn. Hình như bạn cũng chỉ là người thứ hai, thứ ba gì đấy mà trả lời được 100% trong cả 3 mùa chơi của chúng tôi ở vòng thi thứ nhất. Cảm ơn bạn, chúc mừng bạn. Và giữ cái phong độ này nhá. Vâng, giữ phong độ này không phải chỉ để chiến thắng mà để cho những đối thủ còn lại họ kinh mình. Dạ, bắt tay hành cả. Ừ, đúng rồi nhá. Ok, rồi. Chúng ta đến với phần lựa chọn người thi tiếp theo. Xin mời. Bạn Hoàng Hiệp, bạn sẵn sàng chưa? Vâng, em đã sẵn sàng ạ. Mạnh mẽ lên, nhiệt tình lên, cháy bỏng lên, rực lên. 90 giây, bắt đầu. Bỏ qua. Trời ơi, câu này dễ, nó là mổ. Mời bạn câu tiếp theo, cái cò là cái. Cái cò là cái chi chi. Chưa chính xác. Nhớ nhớ, đây là lục bát, cho nên bạn cố gắng lấy cái từ 6 ở dưới ứng lên trên để xem là vần nó như thế nào. Bỏ qua. Bỏ qua, câu thứ hai đã bỏ qua rồi. Tiếp theo, hãy viết lại cho đúng từ sau. Trần trụi. Đáp án chính xác. Vâng. Tiếp theo nào. Hiệp cố gắng lên, tập trung. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Gặp hồi thị trường sốt nóng. Dân môi giới anh ấy làm ra. Hai lỗi sai. Mấy ạ? Hai ạ. Đáp án chính xác, hai lỗi. Mời bạn câu tiếp theo. Quần thể. Quần thể, đáp án đúng. Tiếp theo. Bỏ qua. Nó là vui vậy. Bạn vẫn còn 25 giây nữa. Đây là gì? Từ này hơi Hán Việt một chút. Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ tiếp qua, bỏ qua. Nào, câu sau. Câu sau dễ. Thứ nhất. Gì ạ? Chú ngụ thứ nhất ạ. Chú ngụ thứ nhất, chính xác. Tiếp theo, mời bạn. Hai, thứ hai. Lò dò, dò đỡ. Đáp án chính xác. Tiếp tục. Hoàn thiện. Hết giờ. Là sách đỏ Việt Nam. Cò. Và bạn Hoàng Hiệp thân mến, bạn đang có 5 điểm. Cuối cùng, không ai khác đó chính là bạn Quế Nhi. Em sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng ạ. Rồi, sẵn sàng. Nói trong veo, đầy lực. Bây giờ sẽ là
90 giây dành cho bạn. Xin mời. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Chọc ghẹo. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Tiếp theo, có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Hôm nay vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đường dài rác. Mấy? Hai. Đáp án chính xác, bạn rất nhanh. Còn đây? Cổ tích. Cổ tích, đáp án đúng. Cạm bẫy. Cạm bẫy, đúng. Hồi sinh. Đáp án chính xác. Đục nước béo cò. Đáp án hoàn toàn đúng. Xúc tép nuôi cò. Chưa chính xác. Bắt tép nuôi cò. Bắt tép chính xác. Đen. Đáp án đúng. Hoàn thiện cụm từ sau. Đường ngập mặt. Hoàn toàn chính xác. Số 2, số 2. Số 2, số 2 trao đảo, hoàn toàn đúng rồi. Số 1, số 1. Số 1, chiêm bao, chính xác rồi. Còn đây là gì? Sắp xếp từ P-U-V-I-H. Nói đến tôi không... Phi vụ. Phi vụ, đáp án chính xác. Còn đây, M-A-N-G-L-U-U-L. Làm lụng. Làm lụng, không thể sai được. Đồng đăng. Bình tĩnh, em bình tĩnh. Bây giờ thế này nhá, em còn 20 giây. Câu cuối cùng em trả lời là gì? Đồng đăng ạ. Đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị. Nó từ từ để anh xem kết quả xem có đúng không. 3, 2, 1, chính xác. Thưa quý vị, nhân dịp này tôi cũng chia sẻ thêm là ở những mùa trước ấy thì ở phần này chỉ có 13 câu thôi. Nhưng ở mùa này phần phản xạ có 14 câu, tức là nhiều hơn một câu. Và với cái tình hình như các bạn này, có lẽ chúng tôi sẽ phải nâng lên 28 câu. Nhân dịp này tôi công bố luôn nhá. Bạn Nhi, 14 điểm, xin chúc mừng. Chàng trai đến từ Thái Bình, bạn được 14 điểm. Trần Hải Nam, bạn được 8 điểm, chúc mừng. Bạn Nguyễn Hoàng Hiệp, em chỉ được 5 điểm. Nhưng mà hôm nay anh tin rằng đấy không phải là khả năng thực của em. Vâng, em cũng hy vọng là như thế. Không, anh tin chắc chắn là như thế. Em hy vọng đây là em nói cũng là chắc là do yếu tố tâm lý. Cảm ơn em rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Dạ vâng. Đẹp trai, thành công. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng. Chúc anh chị gì tốt nhỉ? Vâng.